Trời đất ơi, mày ăn gì mà mày ăn liền liền vậy? Mới thấy mày ăn rồi bây giờ mày ăn nữa? Trời ơi, ăn mới có sức làm chứ không bạo. Trời ơi. Nhưng mà cái này là cơm nguội, con vô con chét rồi con ăn thôi, chứ con đâu có ăn cái phần mới đâu. Mà con bầu nói hoài. Mày có biết là tao đang lo, tao nhức đầu lắm không? Nói đâu lo, cái gì nhức đầu? Không lo là sao được? Đoàn hát có anh cấp chánh nè, bỏ rồi trốn đi rồi tối nay ai hát đây? Trời, thì bây giờ anh kép chánh, anh chánh rồi thì có anh kép mới chứ. Ai kép mới nào thế? Con nè. À, thôi mày mà làm kép chánh chắc tao dẹp luôn cái đoàn hát quá. Làm gì dẹp? Ca có bài ngủ điểm bài tạ, ca không được là đòi đàn kép chánh. Bây giờ cũng giỡn thôi. Giỡn không chứ thật ra ổng đi là con biết mà, cho nên hồi nãy con đi ngang đám cưới con thấy có cái anh kia đẻ ra một cái, nhìn cái mặt là biết làm kép gì. Trời ơi, con mắt, hai con mắt ha, nó sâu húp giống như là cắt vậy à. Cái mũi cao như sữa à. Hàm răng cười một cái đều như bắp vậy đó. Kép chánh là tướng tá mặt mũi phải vậy đó. Chưa hết đâu, quan trọng là ca xuất sắc luôn. Ca được không? Ca hay dữ lắm. Hay hả? Hay. Mà cái người đó là người nào mày? Mày sao mày không mời con vậy? Con có hẹn tới đây luôn rồi. Mời ta vô coi. Để coi coi tớ. Trời đất ơi. Ông Bảo, ông Bảo. Bảo nhìn kìa. Gì nhìn hả? Ra ngoài bãi đi. Thấy cái ông đang cà lem không? Trời đất ơi. Anh ơi, qua cái cà lem vô đây nó nghe nè. Chào cậu, chào cậu. Dạ, chào ông Bảo. À, cậu đây là... Cậu Bình. Dạ, ta thường gọi em là Bình Lãng Tử. Bình Lãng Tử? Dạ. Trời nghe hay lắm á. Ờ nè, mà cậu đi hát mà cậu học cái, trong cái lò nào vậy? Dạ, em học cái lò đám hỏi, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi nè, sinh nhật, đủ thứ hết trơn bầu. Là hát mấy cái đám tiệc đồ thôi vậy đó hả? Dạ. Chứ chưa biết hát sân khấu dạ, là nào. Dạ, mấy cái lò đó. Là được rồi. Làm gì lò này lò kia vậy? Ờ chuyện gì vậy? Em có hay gì chưa? Thấy gì? Kép chánh trốn đi rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Trời đất ơi, rồi có người kép chánh mà giờ trốn đi rồi tối nay tôi hát với ai? Thì bởi vậy đây nè, đang mời người ta đây nè, đang nói chuyện với người ta đây nè, thấy không? Gì? Người ta coi cũng được đó. À, quên giới thiệu. À, đây là đạo chính của gánh hát tôi. Dạ, tên là dạ. Mỹ Hương. Dạ. Còn dạ. Đây là cậu Bình, Bình dạ. Lãng Tử á. Em chào chị Mỹ Hương. Thôi tôi về. Đi về anh đừng đi về. Không có gì sao, đâu. Sao tôi chào chỉ mà cái mặt chỉ hầm hầm. Tôi đang vui đó chứ. Chị không vui. Sao. Không sao anh. Bình thường là chỉ vui là cái mặt chỉ hầm, còn chỉ hầm là cái mặt chỉ vui. Yeah, mày nói chuyện là xẻ. Vô đâu. Thôi bây giờ vậy nghe. Cả dạ, bây giờ dạ. Cậu coi có cái dạ, câu giọng dạ. Cổ nào đó mà cậu ưng ý nhất. Cậu hát thử một câu cho anh em nghe cái coi. Dạ dạ ca hả? Ờ chứ ca phải thử ca chứ. Dạ, càng câu hả không bầu? Ca một câu tôi nghe dạ, cái hơi của dạ, cậu. Dạ càng câu giọng cổ. Ừ. Mà ở đây có đờn không? Có chứ. Đờn đầy đủ. Dạ. À, Dì Kim ơi. Dạo lên cái cho cậu này ca câu giọng cổ nghe cho coi. Ở đây có nhạc nữa hả ông bầu? Có. Không anh em chuẩn bị để mà tập tuồng á mà. Dạ. Rồi quất câu cho con lành nghe. À, như cái dây này sống sống anh ơi, chưa chín anh ơi. Về sống. Dạ cơm sống. Đập mày điều gì? Về sống. Đâu? Sống chín đâu đây? Dạ cái hơi của em nó cao lắm chị. Cao. Cao phải không? Dạ. Vậy là cái dây xề phải không? Dạ dạ hơi em cao. Anh đợi anh Kim ơi. Anh đợi cái xề đẩy luôn đi. À. Xề đẩy. Dạ. Rồi quất cậu, quất liền cho nó mong chớn coi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Vô. Chiếc non bài thơ sinh ra từ bao giờ mà thùy mì đoạn trang như tận tình cô gái Huế. Che nắng mà che mưa những nam thanh nữ tù lao động ngày đêm trên đồng ruộng công. Dạ thôi tôi về ông bầu. Anh hai. Dạ. Dạ dạ em thứ ba. Trời anh hai nào? Anh hai Minh Dương. Hai. Hai. Trời ơi hay quá. Hai. Vô lại cậu, vô lại. Dạ. Dạ. Vô lại, vô tiếp đi. Ca lại hả ông bầu? Ca lại đi, đang dạ, hay dạ. Lắm. Hay quá. Đồng ruộng công
lẹt nhìn ai rồi nghiêng che đưa mặt mỗi khi lòng mình đột nhớ thầm thương. Hỡi khi lòng bận thân thì nọ ụp kịch bấn, khi lòng lắng lăng thì nọ nghiêng nửa mờ, khi đọc tình thơ thì non soi đèn trời, khi lòng đã tin rồi thì nó cười hát ha. Quá hay, trời ơi. Trời ơi, được. Em thấy sao, được. Nhưng mà chưa, để em hỏi. Dạ, được không chị? Cái giọng thì chị thấy được đó. Dạ. Nhưng mà biết diễn không? Dạ, em biết ca chứ em không biết diễn chị. Bầu. Một cô đào sáng giá mỹ hường như vậy mà diễn với một anh kép là không có biết diễn là sao? Vậy thì tôi diễn với ai? Thì từ từ, mới người ta chưa biết diễn, từ từ mình chỉ ta biết diễn chứ có gì đâu em. Không có được, tôi nói là không có được, không có biết diễn thì làm sao mà diễn với tôi được? Trời ơi, tôi là một cô đào, tôi đào tránh cái đầu này. Thôi để tôi về ông bầu ơi. Không sao đâu, không sao đâu. Rồi bây giờ tôi hỏi cậu nghe. Dạ. Hồi đó tới bây giờ cậu có thường coi cải lương ở trên TV không? Dạ có, em thuộc cái chích đoạn mà cái đoạn cuối mà của Đêm Lạnh Chù Quang á. Đêm Lạnh Chù Quang. Cái đoạn mà Bảo Xuyên chết á, rồi Tần Lĩnh Sơn hát hai người đó, chỗ chích đoạn đó phải không? Dạ dạ em thuộc không? Dạ em thuộc cái chỗ đó. Thì hát đi. Dạ nhưng mà có cảnh trí thôi, kéo có màn sân khấu được không Bảo? À là bây giờ là chưa chuyên nghiệp cho nên phải đứng ở trên sân khấu mới hát được đúng không? Dạ. Được rồi. Yên tâm đây, dẫn đi. Dạ. Đi lên sân khấu đi, ra sân khấu. Đi lên sân khấu hả? Chị ơi tạo điều kiện cho ta đi chị. Bà con ơi, kép mới gánh tôi nè. Kép mới nè. Hát cái đào cũ xì à. Bà con ơi, kép mới nè bà con ơi. Rồi trời ơi sân khấu đã không à, thấy chưa, thấy sân khấu không, sân khấu quá trời đẹp luôn rồi. À mà ai đóng Bảo Xuyên không Bảo? Đây nè. Ông Bảo đi kia ghê gì vậy, kia tao đóng Bảo Xuyên. Trời ơi trời, coi bả kìa trời, tao nói Bảo Xuyên là đây chứ tao có nói mày đâu, tự nhiên mày đứng cái em gì giúp giùm đi em hát cho cậu Bình cậu hát đi. Giỡn hả? Đi mà giúp trời, đi, tạo điều tình. Kiện đi thôi tôi gì đòn đó. Hay quá. Anh Kim ơi, cho miếng dây anh Kim ơi. Quốc cho con lành cái vụ này coi nghe. Sơn ca, Sơn ca ơi, em nằm đây. Khoan đi chị. Đang hay mà. Chị ơi, chị nói chị nằm đây mà chị đứng vậy sao em hát được? Trời ơi. Ông Bảo. Nằm là sao? Gì đòn. Nằm đi. Thôi cái gì đòn đó. Chị nằm em ôm em mới ca được. Trời. Ông Bảo. Hả? Gì đòn. Gì đòn. Cho ôm đi. Thôi cái gì đòn đó. Rồi. Dạ. Cứ nằm nè. Ôm đi cậu. Dạ. Mà em thấy thiếu cái gì chị ơi? Thiếu gì nữa? Cái gì mà em thấy hình như cái gì mà như cái đèn pin nó gọi vô mặt em hát được chị? Trời đất ơi. Trời ơi follow ơi. Cho miếng ánh sáng đi follow. Đó. Cái vừa lòng. Dạ, dạ được rồi đó. Rồi đó. Dạ em thấy dạ thấy rõ rồi đó, thấy rõ rồi đó. Dạ. Rồi hát nè. Dạ. Vô nghe. Dạ, dạ hát đi chị. Sơn ca. Sơn ca ơi, em nằm đây nhớ thu trọn tim mình là chờ nghe lời anh rơ mộng. Ủa bồng. Gì? Ủa ai vậy? Dạ, ông đang tiễn ai vậy? Thì cho cậu thử ra mình coi mà. Ủa cậu thử mà sao nãy giờ tôi hát không là sao? Dạ. Tại vì cái chỗ này em phải hát dứt cái này thì cậu mới vô vòng cổ. Dạ chị được. Ơi cái đoạn này chị ca em mới vô vòng cổ được chị ơi. Thôi được rồi, thôi bây giờ tôi hát tắt nha. Chú ý là cậu chứ không phải là tôi. Rồi. Hát đi chị. Ráng đi em. Ngọt ngào gió bay em vào cơn làng gió. Bảo Xuyên ơi, đây là giấc ngủ thần tiên, dìu em về bên kia miền qua cò.
có trăng dài cô đơn, có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư dời dời nhớ thương về. Chưa tròn yêu đương sao em nỡ dội chia lìa, bão xuyên ơi rồi đây em sẽ bình yên trong giấc ngủ, còn anh rồi sẽ ra sao. Mất em rồi đời anh như trống trải, ngoảnh mặt nhìn xa tôi chập trùng mây, những nẻo đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ. Anh hãy đưa em về Ai Nhan, Bảo Xuyên xây một năm mộ giữa biên cương, để hồn anh sẽ theo em mãi mãi. Bảo Xuyên, Sơn Ca xin vĩnh biệt Bảo Xuyên. Bảo Xuyên ơi, ngủ đi em ngàn thu không trở về, ngủ cho quên ranh giới biên cương, ngủ cho quên thù hận oán hờn. Anh sẽ đưa em về Ai Nhan, ru em vào giấc ngủ thiên thu. Bảo Xuyên sốt hay quá. Trời ơi, trời ơi, sốt quá quá. Trời ơi, cái đoạn này em có nhớ còn ẩm lên nữa mới hay. Trời ơi, cậu ơi, cậu làm tôi nói hả, tôi hát lộn luôn. Được rồi. Nói chung á là ông bầu hả? Có tương lai. Có tương lai đó. Tôi hứa tôi sẽ dìu dắt. Nhưng mà bây giờ nha, nghe tôi hỏi tên gì? Dạ em tên Bình. Bình gì? Dạ, người ta gọi em là Bình Lãng Tử. Nghệ sĩ Bình Lãng. Trời không được. Trời đất ơi, nghệ sĩ mà Bình Lãng là không có được rồi. Không được, để coi, tôi tính coi cái giờ. Tính cái gì tên. hay đi chị. À, có rồi. Có hả chị? Nghệ sĩ Bình Trọng. Bình Trọng. Vậy là em được vô đoàn hả ông Bảo? Vô đoàn luôn. Chúc mừng anh. Bà con ơi, từ đây tôi theo gánh thác luôn rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức câu chuyện mang tên là Nghiệp Cầm Ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Thanh Hồng và Võ Ngọc Tân. Và một cái màu sắc rất là mới. Và hỏi thăm chị Mỹ Hằng chút xíu nào, giờ khán giả quen nhìn thấy hình ảnh của chị Mỹ Hằng trên sân khấu là đào thương, đào mùi, khóc. Rồi sao tự nhiên bữa nay tự nhiên tính cách rồi còn hề hước dữ vậy chị? Không giấu gì em và với ban giám khảo với quý vị khán giả. Tự nhiên lúc rài tự nhiên cái giống như nó trẻ lại hay sao đó. Cho nên là thì Mỹ Hằng chỉ biết là cố gắng hết sức mình để mà giúp cho Bình Trọng được hoàn thành cái vai diễn của mình cho nó toàn vẹn và cho nó cái điểm cao trong cái đêm hôm nay. Dạ, và cái vai diễn này của chị ngày hôm nay nó cũng là một cái nét rất là mới lạ với khán giả. Khán giả không phải chỉ bất ngờ vì cái hay của Bình Trọng khi mà hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Vương, mà còn rất là bất ngờ với một nghệ sĩ Mỹ Hằng rất là mới. Và hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới thì chị Mỹ Hằng sẽ có những cái vai diễn mang những cái màu sắc mới và khác lạ như thế để mang đến cho quý vị khán giả nha. Cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hồng cùng với Võ Ngọc Tân. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Dạ em kính chào anh Hai Minh Vương. Nói vậy chứ Thoại Mỹ chào Bình Trọng. Dạ. Bữa nay quá thân một cái vai của anh Hai Minh Vương và dám kêu bằng hy sinh từ mái tóc của mình nè, rồi bộ đồ coi như là hình thể là rất là giống anh Hai Minh Vương. Kịch bản thì đơn giản nhưng mà duyên dáng. Nhưng mà chị Mỹ hơi tiếc một điều là ca ít quá chưa có nghe đã.
Nhưng mà qua cái tiết mục này thì em vẫn giữ được phong độ của em và có một cái sự tiến bộ từ hình dáng, từ cái cách ca. Lần đầu tiên diễn một kịch bản như vậy nhưng mà chị Mỹ cảm thấy em diễn rất là thoải mái, không có bị gò bó, không có gì hết trơn ha, và rất là duyên dáng. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ, cảm ơn dạ. Chị. Cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào em Bình Trọng. Dạ. Nhờ cái sự khám phá, những sự khai thác của đạo diễn Nguyễn Hữu Quốc cho nên là đã làm cho em có một cái nhân vật, một cái vai rất là dễ thương. Quá thân để làm một người nghệ sĩ mình thần tượng thì em đã làm tròn rồi. Chị chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Chú Hai Minh Dương là thần tượng của anh lúc nhỏ. Thì ngày hôm nay về mặt hình thể em giống chú Hai Minh Dương, nhưng mà cách thoại á thì vẫn chưa đạt. Em nghe kỹ chú Hai Minh Dương thoại, chú Hai Minh Dương thoại rất là tỉnh bơ, tỉnh nhưng mà cái trong cái tỉnh đó đó mà người ta nghe rất hài. Còn ca thì em vẫn là một cái giọng ca đầy nội lực, nhưng mà ngày hôm nay đó anh nghe em vẫn có một cái gì đó của Bình Trọng. Cái giọng của chú Hai đó, khi mà cất lên Hò Quế những cái rung nhẹ, những cái lấy hơi gió nhẹ, gọi là hơi sét nhẹ đó, rất là mùi luôn. Em mới được khoảng 92%. Ngược lại em được cộng điểm là em giống về hình thể nè, em giống về mái tóc nè, em giống về cách đi đứng nè, cũng lững thững như chú Hai trong vai này. Vì vậy cho nên anh có điểm cộng cho em về cái điều đó. Dạ. Chúc mừng em. Chúc Bình Trọng may mắn nha. Này, để tương lai hát hả bà? Trời ơi, nó hát hay lắm ông ơi. Nó hát mà được về bắt hai chỉ vàng cho nó chấm đồ hát. Cố gắng nha con, cố gắng dạ. Nha. Dạ, con cố gắng công diễn thật là tốt nha. Anh Phước ơi, anh Phước ơi. Trời ơi, vô gì, bình tĩnh. Anh Phước ơi, tĩnh. Anh cứu giùm em đợt này nè, chỉ có anh mới cứu em thôi. Cứu sao, nói. Trời ơi, anh sợ đi. Chà, ủa sao nay mặt gì mà lạ vậy? Em nói anh nghe. Nói. Em ao ước lâu lắm rồi. Em được diễn vai Lưu Bình. Lưu Bình? Đúng rồi. Mày được diễn vai Lưu Bình? Đúng rồi. Chúc mừng mày. Mì xạo. Mày nghĩ sao à, kép tránh có đó rồi mày đóng Lưu Bình. Nói chuyện. Em kể cho anh nghe. Cái ông kép tránh của đoàn mình á, tới giờ diễn rồi mà bị kẹt phả bên bển kìa. Không có qua kịp đâu. Cái bà trưởng đoàn á, bà cho em diễn vai Lưu Bình đêm nay nè. Chị mừng, nói gì nữa. Sao nhờ cứu giúp gì đây? Mà anh ơi, em không có biết hát. Hả? Anh biết hát. Rồi sao? Anh giúp em nha. Giúp làm sao? Bây giờ á, anh ở bên trong. Anh đánh đàn. Anh hát. Em ở ngoài, em nhếch miệng. Nha. Giỡn mặt hả? Giúp em đợt này đi anh Phước ơi, anh làm giúp Phước cái gì giúp tôi nói em. Nghe nè. Hát nhép á, đứng lên sân khấu mà hát nhép là không có tôn trọng khán giả. Làm gì? Nặng lắm à. Thôi, bây giờ ráng giúp em lần này thôi. Một lần đầu cũng như lần cuối thôi. Nhanh. Hát đi, sao lâu quá vậy trời. Hát đi. Khán giả tới rồi kìa anh ơi. Trời lâu quá. Mày phóng lên sân khấu đi. Phóng lên nha. Phóng lên. Ban nhạc, nổi lên. Dương lên. Tính lại để khơi nguồn thành giọt máu chảy tuần hoàn khắp huyết quản châu thân, làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân, làm cho hơi thở điều
suy cho tim biết rung động, để nuôi sống từ tâm thân cho đến linh hồn. Thằng dễ mà hát hay quá bà ha. Quá. Ta có thể xem mình chiếu rất kỹ như là ngữ đàn. Ta có sẽ ăn từ củ chuối để làm bữa cơm đảm bạc. Như những ngày thiếu áo thiếu cơm, ta có thể uống nước áo tù mà ngỡ rằng rượu đào rượu cúc. Khi nào người bạn cũ biết chữ muốn thâm tình, như thuở hàng di áo dài. Sao cái tiếng cái miệng nó không dính lại nhau vậy ông? Bà còn xa bà không thấy bà ơi. Ôi tình bằng hữu, một bát cơm thiêu, một dĩa cà muối mặn. Được thay đổi kinh bạc thu hoàng, ta bỗng tiếp dẫn quãng đời. Đầu tiên người bạn nghèo thật chí ra nước mắt tựa mưa dầm, không phải gì đói lạnh, mặc dầu ta đói lạnh mà để khóc. Ta khóc cho tình bạn hữu đang bị say mòn, phải cống bạn hữu môn trước cửa dính lễ nghĩa. Cái chén hả? Trời ơi, cái chén mày cầm trên tay đó, mày đập đi. Cái chén đập uổng quá, để về nhà ăn. Trời ơi, đập chùm cái đi. Đập hả? Đập cái chén. Đập. Bạn hữu môn, lễ nghĩa đường ta vẫn biết. Chúng ta
Chúng ta vừa thưởng thức phần hóa thân của Nguyễn Phước khi hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và phần trợ diễn của diễn viên Huỳnh Nhật. Nhật ơi, em là diễn viên cải lương luôn hay sao em? Dạ, em hát nhạc trẻ nhưng mà em yêu thích Hồ Quảng. À, nhưng mà tiếc quá bữa nay là đạo diễn dàn dựng cho mình nói vài câu thôi, còn lại là đứng nhép miệng không vậy đó. Dạ, không sao, lên sân khấu là em vui à. Nhưng mà đây là một cái phần xử lý và dàn dựng rất thông minh từ đạo diễn. Và cảm ơn Huỳnh Nhật đã hỗ trợ cho Nguyễn Phước trong tiết mục này nha. Một tràng pháo tay dành cho Huỳnh Nhật, cảm ơn em. Bây giờ thì mình ở đây và mình lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Bữa nay Phước phải công nhận là Phước ca giống anh Nam Thanh Tuấn dữ lắm. Giọng ca thì em vẫn giữ phong độ như ngày nào, tới bây giờ thì vẫn tốt. Ban giám khảo chắc cũng đang ngồi chờ, nếu như bạn ấy vào vòng trong thì sẽ có cái gì để coi nơi bạn Phước. Còn bây giờ thì bạn ấy chỉ thể hiện qua cái giọng ca của mình thôi, chứ không thể hiện được cái hình thể cũng như là cái diễn của chú Nam Thanh Tuấn được. Dạ. Nếu Phước mà có vào vòng trong ngồi ca hay là đứng ca không thể di chuyển nhiều thì trong cái ca của Phước á, Phước phải thể hiện là Phước đang diễn xuất chứ không phải là ca tài tử nữa nha. Dạ dạ. Đó, cái đó mới là ăn tiền đó, để cho người ta nhắm mắt lại người ta nghe, không phải là em đang ngồi ca tài tử hay là đang đứng ca mà là em đang diễn trên sân khấu thì cần có phải có cái hồn sâu nè, phải có cái lực diễn xuất ở trong cái bài hát luôn, hay cưng nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị xúc động lắm Phước ơi. Dạ. Trong ba câu giọng cổ em đã thể hiện và cái cách xử lý ca của em phải nói rằng là em thần tượng vô cùng luôn, em mới làm được những điều đó. Mà rất tiếc rằng là hôm nay cái diễn thì lại không có được giống như là anh Nam Thanh Tuấn. Giọng ca là em đã giống rồi, còn bây giờ tới phần đi đứng để diễn xuất nữa. Hôm nay em đã rất là tuyệt vời trong mấy câu giọng cổ mà em ca trong cái vai Lưu Bình, giống lắm. Dạ. Cảm ơn dạ, em nhiều dạ, lắm. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi nghĩ rằng Phước đã có một cái lợi thế là cái dòng âm của Phước á, khi mà nói cũng đã giống Thanh Tuấn rồi, chứ đừng nói chi ca. Anh Thanh Tuấn mỗi lần mà anh phát biểu rồi, theo anh thì năm á thì năm rất là có ý nghĩa với em đó, em hãy cố gắng lên được chút xíu nữa nha. Thì cái hơi này nó đã có chắc là từ ở đặc trong biệt. Cái ruột rồi. Thành nữa là khi mà cất lên giọng ca là đã bắt ngay là tiếng của anh Nam Thanh Tuấn rồi. Nhưng mà tôi tiếc một điều là phải chi mà cái bài này mà ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng thì nó sẽ hay hơn. Ấn tượng của Thanh Tuấn á là Quán Gấm Đầu Làng chứ không phải bài này. Bới Dương Lễ đó phải không? Bới Dương Lễ năm xưa nhưng còn là Huynh Là Đệ đó. Nhưng mà chị nghe trong cái độ trầm này nó cũng giống lắm đó Lâm không, ơi. Ý em nói là nó giống. Ừ. Có nghĩa là em đã nói không đã giống rồi chứ đừng nói chi ca. Nhưng mà nếu mà để ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng đó thì sẽ tuyệt vời luôn, ấn tượng hơn. Phước lại có lợi thế hơn các bạn khác á, là Phước biết đờn. Đang được. Vì vậy là cái nhịp của Phước vô cùng thoải mái, nhưng cái nhịp đó chỉ là nhịp ca của đờn ca tài tử mà thôi. Nó chưa phải là cái nhịp của một nghệ sĩ thể hiện vai diễn. Dạ. Kim Tử Long không biết là sau chương trình này nếu như Phước vào trong nữa thì anh Hữu Quốc sẽ làm cái gì cho Phước đây? Vì Phước không có diễn xuất được thì không lẽ là vào vòng trong lại ngồi đó đờn rồi ca sao? Cái này góp ý thôi. Nếu như Phước được vào vòng trong thì đề nghị Tô Thiên Kiều viết riêng một kịch bản cho Phước. Tôi, Nguyễn Phước, đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng bằng cả một trái tim của tôi dành cho thần tượng tôi là nghệ sĩ Thanh Tuấn. Có một kịch bản ngắn thôi. Đó nó sẽ đẩy Phước lên trong cái tập tới. Còn nếu như cứ ngồi đó mà đờn, cứ ngồi đó mà ca như vậy thì Long nghĩ rằng nó làm khó cho đạo diễn Hữu Quốc. Dạ, nếu như chúng ta thấy rằng là anh Hữu Quốc thông minh khi mà đã dàn dựng tiết mục này cho bạn Phước ở vòng này thì biết đâu ở vòng sau sẽ còn những cái điều hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Tôi sẽ cho một vé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều và một tràng pháo tay dành cho Nguyễn Phước. À Dương, đại Dương. À Cương Đại Dương, ưa hồn mơ nhôm thiên thai, thêm cung quan tương ngộ hằng ngà, và hoa tuyết trắng đẹp sao dòng dáng đồng ngà, đàn đẹp quá xinh đẹp cửa trắng tầm. Trao dời thần tiên, thần hồng
sương say. Một thời gian chớ mau lung tan, do giấc mơ triền miên chiếm đắm. Để ta bên nàng che chở nâng niu, kề bên gió chút tựu đàm thơ. Say được bên tiên nữ cả thầm, thần thiếp xin ghi ta hồng ân. A Khương đại vương, nàng hãy nhìn xem. Ô, một con chim bé nhỏ, mắt long lanh trong suốt dễ thương. Đại vương tặng nó cho thiếp nghe đại vương. Tặng cho nàng à? Dạ. Con chim bé nhỏ này có đôi mắt rất dễ thương, nhưng nó có cái tên thật là thương cảm. Nó tên là gì vậy đại vương? Nó tên là xin đừng quên tôi. Xin đừng quên tôi, cái tên dễ mà ngộ vậy. Phải, xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sóng người tương gian cuối, nhờ sự rủi dung của dài ngân hà. Tôi hồn cùng qua cuộc đời ta có nhau. Tây Thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng. Từ chối thành quân bận lòng đối tương nhan hồng. A Khương tạc lòng ông mãi mãi yêu dài lâu. Ông Tơ Nguyệt Lao sẽ chắc chi hồng mãi mãi yêu dài lâu. Đại vương ơi, tuyết phủ sương rơi, thiếp nghe hơi lạnh. Vậy ta sẽ mặc hoàng bào cho A Khương. Đội ơn đại vương. Trời đêm giá lạnh, hà y trăm trao ai cạnh hoàng âm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho bao tháng năm chiến trình, dùng mã thương ngày đêm trận tiền, trải bao gian khổ nguy nàng.
duyên nhang lòng sung ân thế á hương lý chung trọn kiếp muôn đời ai thật mơ tà vui trọn ước mơ khách vào đời tiếng trầm bóng tính tan tan tình đêm nay được quân ca chợt vui hơn khắp nơi ánh sáng chan hòa có đôi khuyên hương trao tình đắm say đêm nay được hương quân ca chợt vui hơn khắp nơi ánh sáng chan hòa có đôi quyền thương trao tình đắm say a khương đại chương dạ cấp báo cấp báo chuyện gì dạ ta hỏi chuyện gì dạ dạ muôn tâu cụ tướng quốc đã tự sát rồi đời ngô dương thôi hết mong chia
đẫm máu bào, sanh tử giữa binh đao, giờ tan mặt nhau để rồi chia biệt. Ngũ quốc đã bại giống về Việt Dương, câu tiễn ta thẹn với Tiên Dương cùng liệt tương phố anh hùng. Đoan trước thế cờ giang mà câu tiên quy lùng, tương quốc khuyên ta, ta cùng đông bác bỏ, tình tưởng kẻ thù như thỏ nhỏ hiền ngoan. A Cương hỡi tương nàng số phận hồng nhan, mau nước dập quan sang cách xa phường bảo ác. Ân tình của A Cương xin chờ nhau kiếp khác, trong giây lát nữa thôi mạng bạc đến giới ngô hoàng. Sao ngày qua xem thường lòng chung thủy qua Cương, dầu tham trang đoán trường nguyên ương cùng chung cảnh, gặp phải giáng nguy đồng chúng thấy nơi nguyệt lành, cho trọn phu tùng danh tiết chẳng mơ phai. À Cương, nghe ở đây buồn say, ngũ quốc đã thuộc về tay Việt quốc, hãy quy hạ mạng sống sẽ vẹn toàn. Không, một danh tướng như ta không thể đầu hàng quân phản quốc. Phản lại nơi xa trường, ta là người chiến bại, nhưng giữa trận tình ta là kẻ chiến thắng nhà ngươi. Hùng tiên đế tha tội cho con, tướng quốc phủi lòng hơn, chờ cùng tay theo giới. Nghĩa can thường muôn thuở dẫn miên trường, sống độc tịch độc sạc, nếu có thác độc quan độc quách, A Cương nguyện bên phù sai mãi mãi. Ngồi dưới coi cảm thấy hay quá. Dạ, rất là hay, rất là xúc động với cái phần trình diễn vừa rồi. Mặc dù chỉ có hai nghệ sĩ trên sân khấu thôi, hai bạn đó có một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Trước tiên là cảm ơn Bảo Ngọc nha. Cảm ơn Bảo Ngọc đã đến với chương trình và hỗ trợ cho Trọng Nhân. Khi mà xem tiết mục này thì Đại Nghĩa thấy rằng là ban giám khảo cũng rất là xúc động. Dạ, xin được hỏi cảm xúc của chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Cô Mỹ khen con là con nhỏ tuổi nhất trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này mà con dám thể hiện một cái vai rất nặng ký của cậu Năm Vũ Linh. Cái vai này đó cậu Năm đã để lại trong lòng khán giả rất là sâu đậm. Con ca đó thì con chưa có cái âm giống cậu Năm nhiều, nhưng mà con xử lý chữ đó có nhiều chữ là giống cậu Năm. Dạ. Và con diễn cái thần thái đó thì cô Mỹ thấy con có nhìn, quan sát kỹ cậu Năm, cho nên con bắt chước những cái thần thái, những cái chữ giống như là câu xuống giọng cổ, là cái rung và cái chữ ngân á, giống cậu Năm lắm. Tuy là hôm nay con xử lý những cái chữ đó, nó gần giống thôi, chứ nó chưa tuyệt đối giống. Nhưng mà cô Mỹ khen con cái thần thái và cái sắc vóc của con để con thể hiện cái vai này. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có thể cố gắng dùng những cái chữ, những cái luyến lấy để giống ông Năm, tại vì con thần tượng ông Năm Vũ Linh mà, đúng không? Dạ. Nhưng con cái rằng là cái âm giọng của con cũng như cô Thoại Mỹ nói vẫn là của Trọng Nhân. Con có đặc biệt cái riêng của Trọng Nhân. Cái vai diễn này bây giờ nó đã là Trọng Nhân, cô cảm thấy rằng là đây là con phải dành riêng cho con, để cho con có một cái sắc thái riêng của con. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
Đó là những chia sẻ từ giám khảo Thanh Hằng. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Chú khen con là con diễn vai này đối với con trong mắt của chú quá xuất sắc. Con cảm ơn chú. Nhưng để nói rằng con giống ông Năm hay không á, thì bây giờ chú mới phân tích cho con nghe. Trong cái vai diễn này chỉ có một mình ông Năm Vũ Linh mới thể hiện được cái thần thái của Ngô Phù Sai. Giọng con thì nó có cái sự vang, giọng mũi của con nhiều hơn giọng của ông Năm. Tại vì con mới 17 tuổi à. Hồi nữa là con chưa có đủ cái kinh nghiệm dày dạn để con có thể thoại khi mà con ca những bài bản mà ông Năm đã ca. Chú góp ý để con lấy cái đó làm kinh nghiệm. Dạ. Để sau này khi con lên sân khấu con hát những cái vai nó hùng tráng như vậy và nó có một cái oai phong như vậy thì không thể nào con nói bằng cái âm nó được. Con để ý ông Năm đó. Phạm Lại! Ngươi sát trừ, ta là người chiến bại. Nhưng giữa trận tinh, ta là cái thắng là ngươi. Nó khác. Còn nãy con nói nó bị nhão lắm. Ông Nông dùm cái hơi ruột đó, con hiểu không? Thì đó là những cái mà khi mà đóng một cái vai như vậy là mình phải phát âm khác. Chú chị chúc cho con sẽ thành công ha. Cảm ơn dạ. Chú xin cảm ơn ban giám khảo à. Chúc mừng Trọng Nhân với tiết mục vừa rồi. Dạ, con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Thank you.
bình yên, kẻ còn người mất. Dù biết ta mất anh nhưng em vẫn đi tìm. Nửa dần trắng thiên trành một nỗi niềm, còn nửa dần trắng tìm hoài sao chẳng thấy anh ở nơi nào. Dù ngôi mộ không tên, nếu có linh thiêng xin cho em được biết em vẫn đi tìm giữa bao đồng đội của anh. Như ngày xưa anh đã từng chờ đợi, nay suốt cả cuộc đời em vẫn đợi chờ anh. Còn lo sợ mất anh vì tên anh vẫn muôn đời sống mãi. Đi giữa trời thu nghe lòng sao xuyên, đồn đã niềm vui như đã tìm được anh rồi. Chiến sĩ vô danh là tên của anh đó, trong cõi vĩnh hằng danh anh cùng thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Cẩm Loan. Chị Loan à, tại sao chị lại chọn cái bài hát này để đến với phần thi ngày hôm nay ạ? Vì cái bài này em ca có nhiều cái giống chị Tiên nhiều hơn. Dạ, xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Bữa nay thì chị chỉ thấy cái hình dáng của chị Cẩm Tiên thôi, có lẽ là do sức khỏe em bệnh, chứ còn cái giống chị Tiên á, thì chị Mỹ không thấy em ca giống. Em xử lý không có giống, nhưng mà dù gì em cũng đã vượt qua cái khó khăn để mà đến với lại cái chương trình như vậy, là cái ý chí và cái tinh thần của em rất là cao. Chị Mỹ, cảm ơn em. Dạ, yeah, yeah, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Thằng ạ. Khi mà Loan bước ra, vừa bước ra, nhìn hình dáng, nhìn gương mặt phân nửa của em thôi là chị nói với trong lòng của mình là chết rồi. Cái trọng trách của ba vị giám khảo này phải nói là nặng nề lắm đây. Rồi khi em vô câu giọng cổ đầu, chị nói là rất là khó xử đây, không biết làm sao phải chọn đây. Nhưng từ từ dần dần bước vào trong giờ bắt đầu câu 2, câu 3 nữa, là bắt đầu lần vô trong nữa thì em lại giảm dần bớt cái sự giống của chị Cẩm Tiên. Mong rằng là nếu em sẽ khỏe mạnh thì em sẽ tìm một cái tiết mục nào nữa tốt hơn để giống chị Cẩm Tiên, người mà em đã thần tượng từ ánh mắt, gương mặt tới dáng và luôn cái cách diễn của chị Cẩm Tiên nữa. Chị cảm ơn em. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Và tiếp theo xin mời giám khảo Kim Tử Long. Như là chị Thợ Mỹ và Thanh Hằng nói thì anh không nói lại nữa. Anh chỉ chúc cho em là khi mà bước vào vòng trong, hãy tìm những trích đoạn của chị Cẩm Tiên. Ví dụ như là Ánh Sáng Phù Du nè, hoặc là Người Tình Trên Chiến Trận nè, Đêm Lạnh Chù Quan nè. Thì em có thể là em tìm ra những cái đó để em thể hiện cho em. Anh rất hy vọng ở em. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo. Và xin cảm ơn một lần nữa chị Cẩm Loan. Cảm ơn dạ. Chị rất là nhiều ạ.
rồi phụ tớ ơi. Giống mà ghê không? Tuyết bay trắng xóa lạnh khung trời, cũng đang đêm lạnh tiếng rơi rứt. Lệ thấm giang qua lệ nơi rơi. Phương tới rượu xa cây nửa màu vừa uống cạn thì thấp thoáng trước thềm rêu đã rơi rụng đó anh đào. Mày chén ly bôi làm khơi dậy chi anh nào, xin giả từ trúc lan phong tử ta đi giữa bầu trời giá lạnh đêm sao. Kìa sông đàn lại rưng rưng lệ sương rơi hay xuống lệ ngập. Biệt ly cớ sau nàng đã xa nước mắt. Tình thương trên nhân đạo công bằng, ta mỉm cười giả biệt nhấp cạn chén cuối cùng rồi say ngửa dưới trăng. Phương tử ơi đặng hãy dứt mấy đường tơ chung rượu tiền vì ai ta xin muốn càng xin hẹn đông năm sau giữa mùa tuyết cõi ánh đào nàng hãy đợi chờ ta. Hỡi trúc lan phương tử ơi nàng ca kỹ có tâm hồn cao ca, đêm nay tuyết rơi trắng xóa đã dùng từ lâu. Ta ngồi tựa thân cây nghe gió rít giữa không trung mà tưởng chừng như tiếng đàn năm xưa của nàng ca kỳ, đưa mấy ngón tay mềm đến nốt những đường tơ áo nào giờ nghiêng bầu rủ một hơi đà ca dù thì tim ta vẫn tê buốt lạnh lùng. Phượng tử ơi ta có gần đâu, cung đàn năm xưa lại là cung đàn vĩnh biệt. Đêm nay dưới cõi ánh đào ta nhớ ta sầu qua men rượu. Xin chúc mừng Thanh Phương đã hoàn thành phần thi của mình với bài Trúc Lan Phương Tử. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Lại một bài ca của Trọng Phúc thường hay ca nữa. Giọng ca Trọng Phúc là một giọng ca lãng tử. Cuộc sống mà nếu em không nghe được cải lương thì em sẽ buồn đi, không có được với sức sống. Đúng như là cái lời em tâm sự, cái luyến lái những cái ngân của em nó cũng có giống mang máng anh Trọng Phúc trong đó, mà em có cái riêng của em trong đó nữa. Bài đơn ca này em đã thể hiện giống Trọng Phúc rất rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Chào kỹ sư.
Đúng là cái gì mà mình đam mê, mà mình yêu thích quá đó, nếu mà mình thực hiện được thì đó là một cái niềm hạnh phúc lắm, phải không em? À, chị Mỹ thấy chỉ có 3 câu giọng cổ thôi mà hôm nay thật sự Phường đã thể hiện Trọng Phúc rất nhiều ở trong này. Từ cái cách mà cầm micro cúi lên cúi xuống cũng giống Trọng Phúc nữa. Và chị thích nhất là 8 nhịp cuối của em. Lên cao xong rồi bỗng nhiên đi xuống mà không bao giờ bị gãy. Rất ngọt ngào. Một lần nữa chị Mỹ chúc mừng Phường. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Kim Tư Long. Cái tuần trước mà anh có góp ý em á, thì tuần này em đã tiết chế lại. Cái tiết chế, cái ngân đó làm cho em giống Trọng Phúc nhiều hơn. Và đặc biệt là anh ái mộ em ở cái giọng gió của em. Rất nhẹ. Có được cái giọng nhẹ đó đếm trên đầu ngón tay thôi. Em đã có giọng rồi. Em đã có thần tượng của em là Trọng Phúc rồi. Bây giờ chỉ còn một cái điều mà em chưa có. Đó là nhịp nhàng của em chưa hay. Nếu như nhịp của em mà trong cái bài Trúc Lan Phương Tử này mà sắp theo giống như anh Trọng Phúc nữa thì em tuyệt vời luôn. Đó. Anh em nói nghe nè. Chính vì vậy. Bạn ấy là kỹ sư. Ừ thì đó. Còn anh Trọng biết Phúc mà. Là kêu bằng là một danh ca rồi. Cho nên sắp chữ sắp nhịp nó dễ sợ lắm. Nhịp của Trọng Phúc cũng rất là khó để tập theo lắm. Cố gắng làm sao học. Học được cái nhịp đó nữa thì em không phải là Trúc Lan Phương Tử, mà tất cả các bài Tân Cổ Vô Duyên và luôn cả những nhân vật mà em có thể em thể hiện trên đó, em sẽ thành công. Vừa rồi thì mình cũng đã làm rất là tốt cái phần thi của mình và nhận được cũng khá nhiều lời khen từ các vị trong ban giám khảo. Chúc mừng Thanh Phường nha. Thank you.
mới được cẩn kề với người đẹp. Ta đã sai rồi, men rủ huynh tương để ngọc ngà kẻ tụng người tiên. Ta nghiêng mình xuống nằm bên nàng ngọc nữ thôi, từng ai dắt đường xưa lối cũ, ta chẳng trở về các bụi trần gian. Kia đường lên tiếng, kia mùa hương duyên, theo gió tiếng đàn sao xuyến. Phim tư lưu luyến, mấy cung huyền, mấy thùng triều mến mà tiếng nói cách hạt đưa ta trở về nơi hạ giới. Buổi chia tay biết bao giờ tái ngộ nẻo thiên thu dời dời. Đầu non bóng chốc đã xa mờ, có những lúc nằm bên nàng ngọc nữ, nhìn đôi hạt vàng tung cánh giữa trời xanh. Rồi bây giờ đôi ngã cánh ngăn, tiếng sớm bắt náo lùng khi tiếng đi càng chén quỳnh tướng ba cố ngăn dòng nước mắt. Đào sợi chắc bước kẻ chương trần, quá thương cứ đông còn thơm mãi, nước chảy dòng trần lúa chảy xuôi. Mây cho lòng khuất phương nào, thương đèo đông đào ta sầu nhớ quả là ngang tài ngang sức. Phải quý vị, một tràng vỗ tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Bình An và Hàn Ni. Hôm nay các bạn đã làm rất tốt phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mùa xuân qua nắng là chị em hết hồn. Hết hồn. Dạ, tại sao ban giám khảo lại dành dạ, cái câu này luôn cho hai thí sinh của chúng ta? Trước tiên là cho tôi nói về Bình An. Cái bài đầu với cái bài này là cô Diệu Hiền thường lòng chất xuân vào trong câu vọng cổ, mà em đã thể hiện được cái đó. Dạ, em cũng hỏi ý kiến của ông xã em á, em có thể pha xuân được không? Ông xã nói thì em cứ ca giống cô Diệu Hiền đi. Đó, dạ. Mình cảm ơn được ông cái xã. Đó. Cảm ơn ông xã rất nhiều nha. Cảm ơn Thái Điền. Đó là mà, đó là cái ưu điểm của em. Cho em nói cho chị xin nói cái này để em quên. Tại em, vì lát chị nữa nói chị quên đi, nữa cho chị chen vô chị nói chị xin một câu đi. Thôi nha. Một chữ một thôi. Một câu chứ một chữ là được. Một chữ là chứ đó. Em là hết rồi. Một câu. Cái mà đặc biệt của cô Diệu Hiền đó là trong cái một cái dấu gì mà cô Diệu Hiền vậy nó đặc biệt nhất. Dạ dấu sắc. Dạ. Đó cho nên tại sao cái em xuống giọng cổ rồi. Rồi hết rồi, một câu hết rồi. Vậy thôi. Vậy thôi, đã rồi chị nói. Bây giờ cho em đi. Em có mấy câu? Cho em hai câu. Hai câu hả? Hai câu. Hai câu thôi nha. Hai câu, hai rồi, câu. Rồi nói đi. Trời ơi, em ca cái hò hai. Cái hò hai giống cô Diệu Hiền ha. Rồi em ca dứt bốn nhịp cuối của câu hai của em. Cái rung ngân của em á tuyệt vời luôn. Ba người giám khảo ngồi chỉ chắc lưỡi thôi. Hết, quá hết hai câu rồi. Hết hai câu rồi. Hết rồi, hết hai câu rồi. Em hết được quyền nói. Tính nói nữa mà không cho. Giờ tới anh nói tiếp. Cái dáng đứng của em cũng giống cô Diệu Hiền nữa.
em cái tay em đưa ra cũng mặc áo dài mà dáng đứng như đầu võ cho nói vô nữa không? Không, mặc áo dài mà mặc dáng một câu thôi. Vậy thôi, một câu thôi được rồi, để em nói với không chị. Cái bài này giống như là em đang diễn một vai kép vậy đó. Ừ, nhưng mà em hát vai kép mà áo dài là... nhưng mà dáng đứng như là đầu võ vậy đó. Vậy thôi rồi được, đó là rồi. Đó là dáng của cô Diệu Hiền. Dạ. Cổ dù có ca mùi mẫn hay có đồng đào thương đó chứ nữa, cổ đứng trên sân khấu là như vậy. Nói chung có mà hai câu ông cổ tôi đứng tấn công mà những gì của cô Diệu Hiền có là em đem đây hết trơn rồi đó. Dạ hết rồi. Hết rồi. Rồi bây giờ nói tới Hằng Ni. Hằng Ni hôm nay cách thể hiện đứng với tà áo dài, cách ngẩn ngơ, cách nhìn, cách cầm micro, cách diễn giống chị Phượng Hằng rất nhiều, giống đến 90%. Còn cái làn hơi của em, trời đã cho em như vậy. Em nói ra cũng giống Phượng Hằng, chứ đừng nói ca. Dạ em cảm ơn anh. Ok. Chưa cho Mỹ nói cái, nãy giờ mình nói ké thôi à. Bây giờ tới chị phải không? Ờ nói đi. À, cái bài Thiên Thai này á là rất mới. Bài mới đúng không? Có thể là cô Diệu Hiền chưa bao giờ ca cái bài này đâu. Nhưng mà chị không hiểu tại sao mà em thần tượng tới cái mức độ mà bao nhiêu cái tinh hoa của cô Diệu Hiền chỉ có 5 phút trên sân khấu thôi mà em đem lên hết trơn, hay quá vậy Bình An. Em cũng tập vợt ở nhà dữ lắm rồi chị. Nhớ giữ lại nha cưng. Dạ. Còn Ni đừng thé, tiết chế lại những cái mà mình lên cao thì sẽ rất là hay. Chị hai có nói gì nữa không? Nói rồi chứ. Mà phải nói là đúng như cái ý nghĩ của chị Thanh Hằng nói luôn. Chị rồi, nói chung là vậy nè. Là mùa xuân qua đỡ là gì em? Chốt luôn. Dạ thưa quý vị. Ủa gì làm cho chị nói luôn hả? Dạ rất ít có một cái phần thi nào của thí sinh mà ba vị giám khảo tranh nhau để mà nói như vậy. Là bởi vì họ quá yêu, họ quá thích các bạn đi. Cho nên là họ đều mong muốn thể hiện cái cảm xúc của mình. Dạ, đến chị giờ Hằng. Chị Hằng vẫn chưa được cảm thấy thoải mái vì chị chưa được nói riêng một mình. Chị bị ức chế lắm. Dạ chị đứng lên chị nói đi. Chị nói đi chứ không cho chị nào. Dạ, nói rồi. Là chị không có chịu tống màn cái dạ chị nói đi. Cái tiết mục của hai em phải nói thật sự nó hòa quyện cùng với nhau. Phải nói cảm ơn là tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dựng lên một cái màn led rất là tuyệt vời. Và nó pha trộn trong đó rồi nguyên cả ban nhạc đánh cho các em. Rồi đạo diễn Hữu Quốc đã dạy cho các em, chỉ cho các em một cách kêu bằng là xử lý bốn nhịp chót mà hai em ca đồng cùng ca với nhau. Nó rất là xuất sắc luôn. Cho em nói vậy thôi. Dạ chị dạ, Hằng ơi, chị Hằng ơi. Chị Hằng ơi, chị khen mà em sợ đó. Thôi dạ, 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 dạ. Chị ngồi xuống giùm em đi nè. Kèm, kèm đây. Mùa xuân qua đỡ là gì em? Dạ vô nhịp. Dạ cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng Hằng Ni với Bình An đã làm quá tốt phần thi của mình này, để cho các vị giám khảo vô cùng phấn khích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn ba vị giám khảo thân thương rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc ạ.
lòng giá nào em chẳng tái tê. Lá thành ơi em tể bạc làm chi, nỡ dùng gương xuống tay giết đi người bạn cũ. Dù không thương em cũng muốn từng năm hạ thù, giết kẻ thù cho giết bạn cạnh sau. Đúng không? Trời ơi, cái làng hơi quá trời mà ca kiểu này làm sao mà không mệt cho được. Nhưng mà quá hay phải không quý vị? Quá hay. Dạ, mời ban giám khảo cho biết ý kiến của mình ạ. Nó còn đang nghèn nghẹn ở đây nè. Trời ơi, thần thái vô cùng luôn. Hay quá hay luôn, không biết cô Dự Hiền mà coi, cô sẽ thương và cô sẽ không cầm được nước mắt đâu. Giống quá luôn, tuyệt vời. Từng chữ, nhưng mà có cái chữ này nè mà em nhấn một chút xíu nữa thì tuyệt vời. À, giết kẻ thù chứ giết bạn. Cổ chỉ nhấn cái chữ bạn. Giết bạn đành. Đó, đó. Em ngân câu 2, dứt câu 2 rất là hay, rất là giống. Dạ, nhưng mà cái chữ bạn đó em nhấn một chút xíu nữa thì thôi, tuyệt vời nữa, càng hay hơn nữa. Chị Mỹ nói thật, chị cũng là người thần tượng cô Dự Hiền mấy chục năm nay. Nhưng hôm nay là em là người đầu tiên chị Mỹ thấy em giống cô Diệu Hiền nhiều nhất. Chị Mỹ, chúc mừng em. Bình An. Cảm ơn chị Mỹ. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Bình An. Dạ. Đi hát rất là thường đúng không? Dạ. Nhưng mà em chưa có được dịp để cơ hội được đứng trên những cái sân khấu game như thế này. Dạ, em mới đứng lần đầu. Muốn đứng lần đầu thôi. Chị nghĩ rằng là sau khi cái nghệ sĩ thần tượng, khán giả sẽ biết em nhiều nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị. Cái gì mà tinh túy, những cái gì mà em yêu mến, những cái gì mà em thần tượng, em đã trút hết cho khán giả xem rồi. Và em phải nói thật là chắc nhịp. Bắt đầu từ câu 2 mà xuống hò, nếu mà gặp người khác nó sẽ bị rớt nhịp nên. Mà em kéo nhịp rất là hay luôn. Tuyệt vời lắm Bình An ơi. Dạ, cảm ơn chị Hằng. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. À, xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Cho tôi hỏi, cái bài hát này lấy tiền được bao nhiêu rồi? Dạ chút đỉnh. Bài này là phải đi show hát rất nhiều lần rồi, đúng không? Dạ em cũng thỉnh thoảng hát thôi chứ bài này em không có ít hát lắm. Mà ông xã em nói em hát rất giống, em gắng học bài này để đầu em mới tâm huyết cái bài này. Em hai cái phần trước á là em đã giống rồi. Cái này em giống đến 95%. Nhưng mà ở đây á, cái lực của em quá khỏe luôn. Và cái người mà khỏe đó, người ta ca đó, người ta có thể là người ta tống hết hơi người ta ra, người ta không biết kiềm chế lại. Còn em á, em khỏe nhưng mà chỉ cần góp ý em cái thôi là em biết kiềm chế cái giọng em lại. Nó vừa đủ. Đây là một cái lợi thế rất lớn cho em. Và anh cũng cảm ơn chồng em, anh Thái Điền đã đưa em lên đây để em có thể thể hiện một cái nhân vật mà em thần tượng. Xin cảm ơn anh Thái Điền nha, anh Thái Điền ơi. Dạ kỳ này anh rớt cái vợ anh rồi đó. Rớt cái vợ anh rồi đó. Nhưng mà anh tiếc là nếu như bài này mình để vô sâu một chút nữa. Dạ. Mình phô ra hết trơn cái giống nhất
của cô Diệu Hiền trong những cái phần đầu nó uổng quá. Giám khảo yên tâm, tại em nghĩ rằng là với cái kho vai diễn của cô Diệu Hiền ấy, thì còn rất là nhiều những cái vai đặc biệt của cổ để khán giả ghi nhớ. Và với vai chẳng hạn như là vai Nhụy Kiều Tướng Quân nè, hoặc là vai Bùi Thị Xuân, hoặc là cô Diệu Hiền có hát một cái bài mà em thấy rất là thích là cái bài Vua Trụ Thiêu Mình ấy. Đó, và những cái vai diễn đó, những cái bài đó cô còn một cái đặc điểm mà Đại Nghĩa nhận ra là cô hay lồng cái tiếng cười của mình vào á. Cái tiếng cười đầy cái sự đau khổ, sự chua chát và sự cay đắng. Và nó cũng là một trong những cái dấu ấn đặc biệt của nghệ sĩ Diệu Hiền trên sân khấu. Và mong rằng khi Bình An vào những vòng trong sẽ tiếp tục thể hiện được những cái vai diễn đó, những cái thần thái của cô Diệu Hiền qua những cái vai diễn kinh điển của cô. Chúc Bình An sẽ gặp nhiều may mắn ở những phần thi tiếp theo nha. Dạ cảm ơn anh. Hà Mận rồi nói có dính bị tình yêu, nhưng hoàn cảnh trai ngang có ba tôi buồn ngàn nhau. Chiều từng chiều bên suối em vẫn đợi anh về, hôm nay vắng ta tâm hồn đau khổ, đừng nói ta nhau cho buốt lạnh con tim thương nhớ trào dâng trên đôi mắt rưng sâu. Em vẫn hằng mong đừng gian nhớ niềm cầu, đôi khi muốn quên mà tao thấy nhớ, muốn ta mà dạ thấy nao nao. Cả cuộc tình mình trao nhọn cho nhau, từng câu nói thiết tha, từng tia mắt đậm đà, mà bây giờ hai đứa nhìn nhau say đắm trong phút giây đầu hai đứa trộm nhìn nhau. Rồi bây giờ anh nói tiếng chia tay, anh hy sinh tình yêu cho em trọn đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của em là tình yêu anh đó. Nếu tan rồi em biết sống làm sao? Sao Lưu, hãy bằng lòng làm chủ soái phu nhân. Nếu nàng đến với Hà Mẫn Đạt, nàng sẽ được hạnh phúc. Ơi bà chúa núi rừng ơi, người con yêu thương nhất lại có thể thốt lên những lời khiếp sợ với con được hay sao? Đừng gọi tên ta, ta khiếp sợ mi như một loài thú dữ. Từ đây ta cách nhau
quán đau nhớ dung nhân chiều ngồi bên suối quán tiêu điều đẹp nhưng giờ đây ở nơi chốn ấy chắc cũng buồn nương vì người xưa nay đã nâng tâm quên núi rừng quên người tình. Thưa quý vị, đó là phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương. Sao rồi, bây giờ cảm giác sao? Cô, em gung quá trời ơi, không biết không biết nói gì nữa. Trời ơi, bây giờ nói cũng giống nữa. Trời ơi, cái giọng của bác cười cũng giống. Vậy thì bây giờ mình nghe ý kiến từ giám khảo nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Biết nói gì đây giờ? À, khi mà anh Dương ra đó là cô Thanh Hằng chỉ có một cái rằng là nhắm mắt lại đi để nghe được cái giọng ca của chị Thanh Kim Huệ thôi à. Phải nói ca sao mà giống dữ vậy, không biết trời đã ban cho anh Dương. Tuy rằng là anh Dương là một người nam nhưng mà lại có một cái giọng nữ như vậy, phải không biết giờ nói làm sao giờ đây. Ca giống quá, đúng là cái là chủ đề là nghệ sĩ thần tượng rồi. À, cảm ơn anh Dương rất nhiều. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. À, chị Mỹ khen Dương á là cái ông bắt chước cô Huệ dễ sợ luôn á, từng tóc từ diễn rồi chị Huệ cũng ưa để cái tay vậy nè chị. Ừ, để vậy đó cũng nhẹ nhàng lắm. À, nhưng mà chị Mỹ tiếc có một chút, phải chi mà bữa nay á em chọn thêm một người bạn diễn cho em á thì sẽ làm cho em tự tin hơn và em sẽ dễ diễn hơn và em sẽ dễ bứt phá nhiều hơn. Yeah. Em, anh đang nói em là một hiện tượng lạ của sân khấu cải lương. Đúng vậy. Là vì sao? Em là một người nam mà em lại hát giọng nữ, mà giọng nữ của em lại là một cái nữ danh ca của làng sân khấu cải lương, thì nó đặc biệt vô cùng luôn. Nhưng mà ở đây anh muốn nói á, là cái sự quá trang của mình á, để trở thành là một cô gái á, thì cần phải chăm chút hơn. Dạ. Vậy thôi cũng là em thấy em, là em cũng thấy giống, là đẹp rồi đó. Anh cũng thấy anh đòi hỏi cao quá. Giống chị Thanh Kim Huệ, chị Thanh Kim Huệ cũng nhiêu đó, cũng mái tóc búp bê giống cô Huệ vậy thôi chứ đại nghĩa. Em đã từng diễn vai nữ, em đã từng bắt chước cô Ý Lan rồi phải không? Phải không? Bây giờ anh Dương bây giờ nhìn vô anh thấy cái nét nào là nét con trai đâu? Đó thấy chưa? Chắc anh Long đứng xa quá Dương Dương đứng gần. Dương lại cái đứng gần cho Long coi nè. Lại gần coi. Đi theo Thanh Kim Huệ coi. Đi dán cô Thanh Kim Huệ coi. Đó. Đó, y chang rồi thế không? Rồi nói luôn đi. Dạ, em xin chào Hoàng Quyền. Đó, thấy chưa? Chị Hến ơi, chị Hến. Dạ. Chị Hến về chỗ đi. Dạ, thưa Quang Hến Quyền. Đó. Đó, thì bữa nay chị Mỹ thấy là Dương đã có cố gắng rất là nhiều và vẫn giữ được cái phong độ. Chị Mỹ chúc mừng em. Và một tràng pháo tay dành cho Nhật Anh Dương. Bệ hạ ơi, sen sao hồ sen khô hồ can, còn lũ xa đào lũ ngã đào nghiêng. Bệ hạ nỡ nào rẽ phí chia quyền, nàng đã tự chối đi ngọc son xinh. Hoàng tử Ali Khan xin đừng có ép Dương
ai đi kiếm ai. Trời ơi ngó thấy đó mà giở tay không tới, muốn cất tiếng kêu ai cho thâu thời thiên đình. Ông có tình yêu nhiều lắm nè, ông ban cho tôi tình từ, ông dạy cho tôi làm vua giả đọt ngay vàng càng trí mặt mày để đông lớp hề điên. Dạ ghê không, dễ thương không? Trời ơi tôi đang tỉnh hay mê, đang điên loạn vì tình yêu đã mất. Địa vị cao sang cung vàng giá ngọc, không sưởi ấm được lòng đang kêu đằng tư. Tôi chỉ là đứa con của rừng núi An Giả Sơn và trở dại quê hương. Ở đây để tranh giành chiến lợi, địa vị cao sang hay ngồi báo vương hoàng, trở lại quê hương không phiền lì bao giờ. Sông thanh thản cỏ cây khoe lăng, sáng sẵn băng tôi về nhớ lửa bên mẹ hiền mà lòng già thắng. Tôi không muốn làm vua, hãy trả ai xa lại cho tôi, trả ai xa lại cho tôi. Mời Khang xuống đây Khang ơi. Nếu như mà nhớ không lầm thì khi mà nghe cái vở này mà nghe bản audio đó thì chú Minh Phụng là cái người đóng cái vai Thế Tử, còn cái vai đóng Ali Khang là chú Tấn Tài. Dạ, nhưng mà cái bản mà chú Minh Phụng quay trên YouTube thì lại là chú Minh Phụng đóng vai Ali Khang đúng không? Dạ phải. Và chú Minh Phụng là cũng tạo hình là một bên mắt che lại vậy đó hả? Dạ phải, có mắt với lại có thẹo. À. Nhưng mà chú Minh Phụng đẹp 10, em không được một nữa, không được một nữa. Không được một nữa. Thành ra nó hơi... Không sao đâu, tại vì mình che cái mắt che hết nửa mặt rồi ai cũng như ai hết trơn á. Dạ xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Nếu mà cho chị được phép á, được chọn là chị cũng chọn hết luôn vô á, thấy thương quá. Cảm ơn chị. Cái tinh thần của các em, cái giọng của em trời cũng đã ban cho em có một cái giọng giống anh Năm Minh Phụng. Giống lắm. Nhưng mà chắc có lẽ vì cái nhịp
nó làm cho em phải ảnh hưởng đến cái sự mà cố gắng để làm cho giống cái người mà nghệ sĩ em thần tượng. Cho nên là có những lúc coi như là đầu thì kia vô nghe giống lắm, nhưng mà từ từ bắt đầu em lệch đi, từ từ nó bớt giống lại đi. Đó, chị cũng rất là thông cảm cho em và cũng chúc mừng em đã đến cùng với nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn em. Cảm ơn. Khen cái tinh thần của em, ca vẫn giữ phong độ giống chú Minh Phụng. Nhưng mà khi mà diễn đó thì chị Mỹ rất là thông cảm, không biết tay chân không biết để đâu. Có nhiều khi cái tay vừa diễn nhịp cái chân luôn, cái kịch vậy nữa đó. Thấy rất là thương luôn, thương cái tinh thần của em đó. Quý vị khán giả ở đây thấy Quang hát có hay không ạ? Đó là điểm cộng cho em. Giọng ca của em hôm nay vẫn rang sang sảng. Nhưng anh chỉ tiếc có một điều, phải chi mà em chọn những trích đoạn nằm ở trong lòng ấn tượng của khán giả rồi. Ví dụ như trong những vở là Kiếp nào có yêu nhau nè, Người tình trên chiến trận, Xin một lần yêu nhau nè, Người khu trên địa cứu là nhiều lắm. Thì nó có những cái bài ấn tượng của anh mà em đã từng hát rồi đó. Thì hôm nay em sẽ bộc phá vô cùng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Kim Tư Long. Thắm sương mai sắc hồng tươi thắm, hoa thắm hương thơm bướm ngóng là lời. Tình yêu đôi ta mãi mãi, người ơi nghe em nói nhé, ta trọn đời mãi mãi gần nhau. Mấy người tan trộm, bắt được quả tang rồi nha. Nhà ngươi là ai? Là kẻ nô lệ suốt đời của em đây. Anh Thái. Em nè, mấy ngày nay ở nhà có nhớ anh không? Hỏi chị lạ gì nè, nhớ sao không nhớ? Nhớ muốn chết luôn á. Nhớ thiệt không đó? Ừ. Nè, em có biết không, mấy ngày nay anh về thưa với mẹ, thưa với mẹ cái chuyện của hai đứa mình đó. Anh về thưa với mẹ, rồi mẹ nói sao? Thì mẹ nói... Mẹ nói sao vậy? Mẹ bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng mừng ghê vậy đó. Với lại á, mẹ có gửi cho anh, đem quà đến tặng cho em. Mẹ có gửi quà nữa hả? Ừ. Quà chi đây? Nhắm mắt lại anh sẽ được. Nhắm mắt lại nữa. Nhắm còn, mở còn. Không được, được không? Gian. Nhắm lại, khi nào anh đếm tới 3 thì em mới được mở mắt ra. Rồi, em nhắm liền. Nhắm mắt lại. Đưa tay đây. 1 chưa, 1, 2, 3. Wow, chiếc nhẫn hột sòn. Đẹp quá hả? Nè, đặc biệt mẹ dành riêng tặng cho em đó. Dễ thương quá hả? Nhưng mà thôi, anh tết đi. Ủa sao vậy? Em muốn chính tay của mẹ đeo cho em trong ngày đám cưới á. Em nè, em cứ cất nó đi. Mẹ có rất nhiều hột sòn. Không chừng mai mốt mẹ sẽ tặng cho em thêm 3-4 chiếc nữa đó. Đẹp quá hả? Thật ơi. Hả? Tại sao? Tại sao bên trong chiếc nhẫn lại có chữ H? Cái đó là dấu hiệu của Kim Hoàng. Tiệm vàng nào cũng có ký hiệu riêng hết em à. Vậy hả anh? Ừ. Trời ơi, sao mình lo quá. Cả tuần nay mẹ đi Vũng Tàu cũng chưa về nữa. Em nói cái gì Vũng Tàu vậy? Anh à, mẹ đi Vũng Tàu cái tuần nay cũng chưa có về. Anh sao vậy? Không. Ngày hôm qua anh mới đi Vũng Tàu, tự nhiên cái em nói tới Vũng Tàu, anh nhớ tới biển cái anh muốn say sẩm mặt mày chứ không có gì đâu em à. Trời ơi, chết chứ. Mẹ. Thủy Tiên à, em làm sao vậy? Em có sao không? Dạ em không có sao. Chắc tại bệnh cũ đó mà. Dạ không sao. Để anh đi lấy thuốc cho em nha. Dạ. Mà để anh. Hả? Nhà của em anh biết thuốc để đâu mà lấy. Thôi để em vô em lấy cho. Anh cứ lo cột lại chiếc giày của anh đi ha. Dạ con. Dạ được rồi. Để em vô em ra liền nha. Anh chờ em chút xíu nha. Được. Dạ đó. Chút xíu à. Dạ. Ừ.
À em... Cô đến đây làm gì vậy? Tôi đã nói có bao nhiêu lần rồi, không được xen vào chuyện của tôi. Cũng giống như cô, cô đã ngã vào vòng tay biết bao nhiêu người đàn ông mà tôi có để ý tới đâu. Nè, Lãng Hoàng à, tôi giết chết cô rồi biết chưa? Tôi biết. Nhưng khốn kiếp thay, trong tình yêu tôi chỉ yêu anh và không thể nào bỏ mặc để anh ung dung cùng kẻ khác tình chung. Nè, và nếu như tôi giết cô thì cô cũng đừng nên ân hận vì cô đã dám xen vào chuyện đời tư Thái Salem. Anh Thái à, anh chỉ là một con mồi và tôi là thợ săn. Anh chỉ cần dựa vào vai tôi và trời đã giúp tôi khi anh cướp nhầm mẹ vợ, hai dân hoành khăn tan thì tình hận dở dang. Cô nói cái gì vậy hả? Mẹ vợ gì ở đây? Thật tình là hôm nay tôi đến không phải gặp anh. Người tôi muốn gặp là Thủy Tiên. Thủy Tiên, chị ơi, chị tới đây tìm em có chuyện gì không vậy? Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên phải thật bình tĩnh để nghe tôi nói nha. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Mẹ của Thủy Tiên. Mẹ em làm sao? Mẹ của Thủy Tiên bị người ta chặt tay, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Mẹ sẽ được mẹ cấp cứu. Trời, mẹ. Thủy Tiên à. Thủy Tiên. Ở đây. Cô làm gì vậy? Chiếc nhẫn hộp xoàn Thái Salem về tặng cho Thủy Tiên. Cô làm cái gì vậy? Thấy không? Hả? Ai đã chặt tay bà Lệ Hằng ở ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hộp xoàn? Tiên hả? Bộ ai đi Vũng Tàu rồi cũng làm ăn cướp hay sao? Vết dao rất là ngọt, mà loại dao của Mỹ rất bén. Loại dao chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xúc quỷ nhập thần như vậy mà thôi. Tiên. Anh. Ủa, làm gì xua đuổi người ta dữ vậy? Hả? Biến. Biến. Thì biến. Nè, tôi chỉ nhận. Mai Chi. Trời ơi. Thủy Tiên à, anh nói em nghe nè. Anh đừng đi đó. Đừng nghe những gì Mai Chi anh nói. Anh đừng gần tôi. Không, nghe anh nói nè. Anh đừng im đó đi. Thật tôi không ngờ, không ngờ anh đã tên cướp giết người. Mai Chi ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con phạm tội tày trời. Ông đừng đóng kịch nữa. Chiếc nhẫn này là bằng chứng. Ông đừng mong chối tội nữa. Không, Thủy Tiên à. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Tình yêu giữa tôi và ông chờ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời. Thủy Tiên. Người đàn bà bị mất một bàn tay chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu. Tiên ơi, em dằn cơn bất loạn. Anh vẫn là anh vẫn dương chất hiền lương. Nghe lời ai em cứ tội nặng lời.
thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ đồ. Anh xin em chớ quá lạnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Thì càng lộ rõ chân tướng của một kẻ chứng minh một con người sống chết. Thì đừng ngóng mới, đừng nói chi tiêm những lời đường mật để tiếp tục rủ tôi vào cơn đam mê điên loạn. Còn tôi đêm bước đau thương mà nghe chiếu nắng thương sâu. Tôi đã tôi có đủ sức mạnh, tôi giết anh để rửa hận. Mẹ tôi bị tất liền tội lỗi ấy vô tôi. Một kẻ ác độc, một kẻ chưa mưu. Thầy ơi, anh đã dùi chung tình ta vào trong quyền lành. Mặt đất cuộn quay, bầu trời nghiêng đổ. Ta như cây sức hồn hồn đang chật chờ phiêu lạc. Tiền à, thật tình đó là anh không hiểu gì hết. Em à, anh yêu em, mà lẽ nào anh lại chặt tay của mẹ em sao? Tiền ơi, em hãy nghe anh nói nè Tiền à. Ông ơi, còn gì nữa đâu, mong diễn trò bị thương đau khổ khi ở trong tôi. Mối tình trong trắng, lòng vẫn tròn yêu sao, mong giờ tan nước bằng vậy sống cướp mất của tôi. Những gì mở tường đôi ngã chỉ làm đau nhau trong lòng, đành xa nhau xa mấy anh ơi, cho đến muôn đời. Và lần gặp gỡ hôm nay cũng là lần gặp gỡ sau cùng. Từ hôm nay kể như tôi nhớ ông đã chết. Hồ thầm quán thừa đã ngăn cách tình kiến. Mẹ ơi, xin mẹ hiền tôi mất hiếu cho con, con xin dừa kiếp này con lội đau để trẻ không mắng đêm dài quanh què. Tôi sẽ về chiều cũ đậm bơ vơ. Em à, em hãy nghe anh giải thích đi. Ông đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe nữa. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Kể từ bây giờ cho đến hết cuộc đời này, đừng bao giờ ông cho tôi thấy mặt ông một lần nào nữa. Không, Thủy Tiên à. Em biết không? Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên à. Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên. Đau khổ quá, bỏ chạy hết trơn rồi thưa quý vị. Rồi xin mời quay trở lại Thủy Tiên, Thái Salem và Mai Chi. Dạ thưa quý vị, đó chính là thí sinh Hàn Ni với phần trợ diễn của nghệ sĩ Điền Trung và Lê Thanh Thảo. Em với lại ông xã mình là Điền Trung nè ha. Rồi hai người mình là bên ngoài mình đã từng diễn chung với Hàn Ni bao giờ chưa? Dạ thưa, lần đầu tiên em được trợ diễn cho Hàn Ni, lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Vậy mà khi được Hàn Ni mời, nhận lời liền lập tức là vì yêu thích giọng ca này hay là vì yêu thích chương trình? Dạ, em có nghe chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Em cũng có nghe là tại vì em thấy tất cả các anh chị tham gia đều là ca giống nghệ sĩ các cô chú đã từng đi trước. Em thấy là rất là thích. Và qua đó là em thấy bạn Hằng đi ca rất là giống cô Phượng Hằng. Dạ, cái làn hơi và cái giọng hơi dài rất là hay. Cảm ơn Điền Trung và cảm ơn Lê Thanh Thảo. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thí sinh Hàn Ni của chúng ta. Xin mời ý kiến từ ban giám khảo. Em mời chị Thoại Mỹ ạ. Chị Mỹ khen Hàn Ni rồi, nói đầu tiên á là bữa nay Hàn Ni rất đẹp nha. Dạ. Vẫn giữ được phong độ và vóc dáng nhân vật thì thấy giống chị Phượng Hằng lắm. Dạ. Nhưng mà chị Mỹ rất tiếc á là bữa nay á Hàn Ni á là mình sai lỗi chính tả nhiều quá.
Mà cái lỗi chính tả này á, là không phải chị Mỹ nhắc mà anh Long và chị Hằng đã nhiều lần nhắc Hằng Ni rồi, nhưng mà em chưa có khắc phục được. Chị Mỹ nói những cái lỗi này để nếu em có được vào vòng trong thì hãy cố gắng chỉnh lại cái lỗi chính tả nè. Và khi ca để cho giống chị Phượng Hằng, ráng thả ra, đừng có gồng quá và nuốt cái chữ quá thì nó sẽ bớt giống chị Phượng Hằng nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thờ Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. À, chị chào Hằng Ni. Dạ, em chào chị. Thì hôm nay chị nhìn thấy em nè, chị nhìn thấy nè, cái tóc dài em cũng là giống như chị Phượng Hằng nè. Cái kẹp cũng giống nha. Cái kẹp đó là tôi thấy bắt gặp Phượng Hằng cũng thường xài lắm luôn đó. Rồi cái phần thoại của em, phần thoại cũng giống, cũng tốt lắm. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tư Long. Hôm nay tôi thấy là Hằng Ni làm rất tốt. Em làm một cái vai diễn mà anh nhớ lại chị Phượng Hằng. Và em hôm nay em cũng đã thành công trong cái vai thần tượng của mình, đó là chị Phượng Hằng. Dạ, em cảm ơn ba chị ạ. À, như chúng ta thấy rằng là ba vị giám khảo thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng trong cái phần trình diễn vừa rồi. À, nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì những cái lời góp ý đó vẫn sẽ là những cái điều rất là cần thiết, rất là tốt cho chúng ta trên cái quá trình mà chúng ta tham gia cuộc thi này nói riêng, và sau này sẽ còn là một cái hành trình dài hơn khi chúng ta làm nghề nữa ha. Chúc cho Hằng Ni sẽ luôn luôn có những thành công của mình, không phải chỉ riêng trong cuộc thi này mà còn ở cái hành trình sắp tới mà khi bạn làm nghề một cách chuyên nghiệp nha. Cảm ơn Hằng Ni rất là nhiều. Và cảm ơn bạn giám khảo. Em cùng anh đón gió chiều thoáng đưa, tâm tình trao những tiếng ca mộng mơ. Về đây cho lòng reo hoang ca, về đây đây cho trái tim hiền hòa. Kìa trong lá rơi đầy sâu, đẹp như bức tranh nhiệm màu. Lặng nghe sóng reo mặt sông, đẹp như khúc ca tình đầu. Kiều Phiên em ơi, khi đất nước mịt mờ khói lửa, anh phải lo cứu lấy vàng sang. Em yên lòng trở lại Kiên Giang và đón đợi ngày vui tay ngộ. Nếu chàng phải ra đi vào mùa lá đổ, thì mãi mãi em sẽ là kẻ đợi chàng bên cầu tay bé con thơ. Cám cánh nhọc nhằn và chịu nỗi cô đơn, y như nghĩ thật đáng thương khi cách lìa tình. Ta còn năm tháng môi mòn, nhớ thương nghĩ đến đau lòng. Ôm con yên giấc ngủ đồng, mà lòng già xôn xao. Chiến tranh rộn ràng, tiền người ra chiến trận, nhất cư bất phục hoàng đâu xa.
vì đã đến giờ anh phải lên đường. Em và con hãy ở lại bảo trọng và chờ ngày anh trở lại. Thiên Tùng Phi Yên lạc đà rừng thu rụng lá vàng, ngựa hồng duỗi bước nẻo quang sang, cười lớn em nghe giờ tiếng miệt nghe. Đừng để mi sầu lệ chứa chan. Phi Yên, anh đi. Lê Kim Tùng, một giấc mơ thôi. Ta bây giờ là một tên sa phu nghèo khổ, còn vợ con ta không, nàng bây giờ là vợ của Lữ Thanh Huy, còn con ta cũng gọi người là thân phụ. Trăng sắp tàn mình còn mong ai, nghe dễ than gieo niềm u hoài. Từ khi chinh chiến cách xa, về bao thương nhớ xót xa, mấy thu qua chưa tương phùng. Kìa, sa phu, chẳng lẽ quân hầu không báo lại với ông là phu quân tôi không muốn con của mình gần gũi với tên sa phu bần tiện sao? Tên sa phu bần tiện? Ôi, nghĩ chán ngán trò đời vô bề, lòng thế nhân nay đổi mây dời. Chướng tình như nước chảy trôi xuôi, đã chôn lấp trong bụi mờ quang. Thưa bà có biết tên bần tiễn này là ai không? Ông đây là bà. Là kẻ ra đi vào một mùa lá đổ, và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lệ bên cầu. Ông chính là... Tôi là nạn nhân của một cuộc giật đổi sao trời. Khi tôi trở về đây thì vợ tôi thuộc về kẻ khác, còn con tôi cũng không. Tôi sợ đứa con vô tội bất hạnh khổ đau, khi nó biết được người mẹ tròn kính tròn yêu lại là một người lang thang đất nết.
tự nhìn con. Dạ đúng như thế thưa bà. Vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là viên ngọc minh, thì tôi tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ thương, tôi chỉ biết thơ thật ngoài thêm, để được nhìn bóng dáng thân yêu ẩn hiện sau bức rèm thương. Bà ơi, cơn từng cơn từ lầu cao dòng ra tiếng cười quen thuộc như xé nát tâm can. Tôi chạnh lòng chua xót cho cánh gần nhau trong gang tấc mà như cách xa ngàn dặm quãng xa. Bà hãy dằn đau đớn, tôi không đủ can đảm để làm gãy đổ sự yên vui. Không phải tôi nhẫn tâm với bà, nhưng đã lỡ rồi, ta phải đành với số kiếp. Số kiếp, trời ơi, số kiếp gì mà chất chồng ngang trời, còn định mệnh gì mà gây lắm đau. Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới có đủ tâm can coi em như người xa lạ. Chớ còn riêng em dẫu dặn gì, hạnh phúc con thơ mà ngước dòng bến đồ. Nhưng làm sao em quên được bản tình ca, em tìm đưa anh ngài chinh tình đã lỡ chuyến rồi, con đò nằm trước có người khác đưa. Tiếp chi bến cũ đò xưa, gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi xin giả biệt Quang. Hãy Quang Ly Kim Tùng ơi. Thôi tôi xin bà hãy nén đau thương. Ta đã vì tương lai hạnh phúc của đứa gì con ơi.
số đời đã lật qua trang giấy, ba ai bằng lòng với cuộc sống ấm êm. Giá từ ba tôi lại đi trong cát bụi, tình nghĩa ngày xưa đành chôn dưới lớp bụi đường. Vĩnh biệt Lê Kim Tùng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn nửa bản tình ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng và phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi. Một lần nữa cảm ơn Ngọc Đời đã đến với chương trình nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, xin mời ý kiến từ ban giám khảo với phần thi vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Các em đã đem đến cho cái sân khấu nghệ sĩ thần tượng này phải nói là một cái tiết mục rất là, phải nói không biết nói gì hơn là chỉ ngồi để mà ngắm nhìn các bạn, lắng tai nghe các bạn hát, các bạn ca. Em diễn rất là điềm đạm. Mà khi em nghe cất tiếng ca của em lên rồi, và em những cái bước chân đi, những cái cách cúi đầu của em đi, những cái nhịp nhàng em đã sắp chữ, không có khác anh hai Minh Dương chút xíu nào ở trên trời. Em làm rất là tốt. Chị chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Chào Bình Trọng. Câu nói đầu tiên của chị Mỹ là chị Mỹ cộng thêm điểm cho em là bữa nay theo lời góp ý của anh Long ở những vòng thi trước, hôm nay em để mái tóc của anh Minh Dương. Rất là dễ thương. Và cái điều thứ hai nữa đó là sao mà em ca giống dữ vậy? Cái này đúng là thần tượng luôn nè. Chẳng những em bắt chước mà cái âm của em nó cũng đã giống rồi. Và hôm nay phải nói là em đem lại một tiết mục vừa đã về phần mắt và vừa đã tai nữa, rất là giống anh Minh Dương, rất là giống luôn, một tiết mục xuất sắc. Chúc mừng em. Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Anh rất là ngưỡng mộ em là vì em có một cái chất giọng giống như chú hai Minh Dương gần là 90% rồi. Yeah. Cái trong cái vở này đó, nếu mà em nghe cho kỹ đi, khi mà chú hai Minh Dương bắn lên là bắn tới mây luôn. Hồi nãy có một cái đoạn ca Phụng Hoàng, em bắn cái câu mà cuối á, em bắn chưa tới. Nếu là em nghe kỹ chú Hai Minh Dương bắn cái chữ đó, em ca lại giùm anh cái chữ đó coi. Ngã... chữ ngã đó phải chữ... lên thêm nhóng thêm cái nữa. Hay ngã chị rồi đó, mới cái đó. Chữ đó mới là chữ của dạ. Chú Hai Minh Dương. À, nhưng mà đối với em như vậy là quá tuyệt vời. Nhưng mà mấy cái rung với lại chữ dấu quyền của Trọng á rất là giống luôn. Tại nhất là cái dấu á, cái nhịp á thuộc về em lọt chữ sông Lan chứ chữ về nó trời nó giống y chang coi luôn. Như nhịp nhàng em đi phiêu giống như là anh Hai Minh Dương vậy đó. Cái âm đã giống rồi thì mình ca nó đã cái rung nó là chắc chắn phải giống rồi đó. Chúc mừng em đã thành công. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng Bình Trọng với phần thi vừa rồi. Trọng ơi dạ xuất sắc 10 điểm. Dạ, cảm ơn.